Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng ghép xe ngoài thực tế ha. Bây giờ mình sẽ ghép xe trong siêu thị trước, rồi sau đó đó mình sẽ tự lấy xe nhà ghép xe ở nhà mình luôn. Thì bây giờ ghép xe trong siêu thị Ion này á, thì lưu ý chị những điểm như thế này nè. Bây giờ chị thấy chiếc xe trước mặt mình không, đúng không? Nó là phân khúc, nó hạng A, nó nhỏ hơn những xe mình đang lấy và nhỏ hơn chiếc xe CRV nhà chị luôn, đúng không? Thì chị thấy mỗi bên nó rộng được khoảng 1,5 tấc ha, mỗi bên nó rộng được khoảng 1,5 tấc 2 tấc thôi. Nhưng mà xe mình thì mỗi bên đó, nó chỉ rộng được khoảng chừng một tấc thôi ha. Ha, rồi lưu ý. Rồi bây giờ chị thấy cái khoảng rộng giữa hai chiếc xe đậu không? Thấy rộng, khoảng rộng rất rất lớn không? Tại vì á, tại vì người ta để như thế để làm chi? Để mình mở cửa ra sẽ không va chạm những xe xung quanh đó, đúng chưa? Như vậy thì bây giờ á, thì rõ ràng á, nếu mà chiếc xe Fortuner đậu mà chính giữa cái nhà xe của chiếc Fortuner thì mình thấy cái cự ly đó, nó nằm khoảng tới khoảng 6 Ba tấc, tấc 6 tấc luôn, đúng không? Còn hồi bữa anh học là chỉ có 3 tấc thôi, đúng chưa? Rồi cái lưu ý thứ nhất như vậy. Bây giờ á, mình có hai việc để canh. Một là chị muốn canh theo đầu xe của người ta ha, hay là chị muốn canh theo cái vạch kẻ nhà xe. thấy canh cái đầu xe dễ hơn này ngon À, nếu canh đầu xe thì dễ dễ dàng hơn, đúng chưa? Rồi giờ mình quyết định là canh đầu xe ha. Rồi tiếp tục nữa là như giờ như thế này, ở ngoài thực tế ha, những cái vạch vẽ như vậy nhà xe đó, chị được quyền cán lém vào cái đầu đó không sao cả, tại vì mình vẫn đảm bảo là miễn sao mình ghép xe vào trong cái phạm vi cái nhà xe của mình thôi, hiểu không? Ví dụ như cái góc đó đó, chị có thể là chị lém nhẹ vô không sao cả, hiểu không? Mình vẫn là an toàn cho những xe góc xung màu quanh, vàng vàng á không đúng ha. rồi, cái góc màu vàng vàng đó. Rồi cái lưu ý tiếp theo nữa là như thế này. Bây giờ chị thấy không, cái nhà xe mình đang đậu ở đây thì cái khoảng không trước đầu xe của mình đó, nó quá hẹp chứ nó không có được rộng. Như vậy thì bắt buộc là mình phải ăn gian rồi, đúng chưa? Ví dụ như nhà mình vô nhà mình là nhà mặt tiền đi, thì cái khoảng đường trước nhà mình nó rộng thì không nói, nhưng ở trong bãi xe này chị thấy không, ha, hơi hẹp. Như vậy thì chắc chắn là chị phải ăn gian về đó, ăn gian về đó, đúng không? Rồi việc lưu ý đó là việc lưu ý thứ hai. Rồi việc lưu ý tiếp theo, để em nghe cái điện thoại cái rồi em sẽ nói tiếp ha. Thì bây giờ là một cái lưu ý tiếp theo nữa nè. Chị thấy á, sau lưng nhà xe đó là nó có hai cái cục canh bánh cho mình không, hai cục vàng canh bánh không, tức là xe của mình sẽ vừa chạm vào đó là mình sẽ dừng lại, để tránh trường hợp mình chưa tới ha, tránh trường hợp là mình chưa có gia tới thì mũi xe của mình á, nó sẽ còn nằm ở ngoài nhà xe ha, thì sẽ gây khó khăn cho những chiếc xe còn lại để người ta ra vào ha. Đó, như chị thấy vừa rồi cái anh đó không, anh có phải xào lên một lần rồi anh xuống, anh chỉnh xuống, đúng chưa? Mà bây giờ á, anh này á, thì chị thấy không, người ta đã lái xe cho nhà nước rồi đó, mà người ta giờ ve cũng chưa có gọi là chín giữa, chưa có gọi là đẹp, đúng không? Nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong cái phạm vi nhà xe của mình là an toàn ha, như vậy là vẫn đạt yêu cầu. Chị thấy không, rõ ràng anh nó là ve cán cái mí về bên bên phải xe ảnh, đúng không? Đúng chưa? Rồi lưu ý như vậy thì có hai cách để mình canh được cái bánh xe của mình á, nó vừa chạm tới cái vạch canh, cái cục canh ha. Thứ nhất á, là mình nhìn qua gương hậu mình thấy cũng được, hoặc là mình ve từ từ đợi nó vừa chạm tới mình thắng cũng được ha. Còn hai nữa đó là chị sẽ xem như thế này nè, cái kiến hậu của mình á, gần ngang kiến hậu của người ta hoặc là ngang kiến hậu người ta, đó là chị ra chị thì thắng. Có nghĩa là kiến hậu của mình á, thì thường những chiếc xe, như những chiếc xe mà nó chung một dòng xe thì nó chỉ sai là rất ít ha. Thì chị sẽ ve, chị canh cái kiến hậu cũng được, hiểu không? Ví dụ như những xe hạng A như thế này nè, những xe hạng A như thế này thì nó ngắn hơn, do đó thì kiến hậu của mình sẽ trước, đúng không? Giống như chiếc xe này nó nhỏ hơn của mình, chứ là kiến hậu mình trước chút xíu. Nhưng những cái thằng mà nó bằng mình thì kiến hậu mình ngang ha. Hoặc là những cái anh này nè thì kiến hậu có thể là trên mình chút xíu, tại anh là xe bán tải ha. Đó. Rồi như vậy là có những cái điểm lưu ý như thế. Rồi thêm một cái điểm lưu ý nữa là khi mình chạy ra thì bây giờ là do cái khoảng không, mà cái khoảng không bên hông ha, không bên hông giữa hai xe mình đó, nó nằm khoảng là bao nhiêu, có 6 tới 8 tấc thôi. Do đó là khi kiến hậu, khi cái dài của mình khi cái dài của mình ngang mặt nhà xe, mình mới đủ được quyền móc lái hết, đúng chưa? Đúng chưa? Và lưu ý ha, cái mũi xe của chúng ta không bao giờ là vuông góc cả, mũi xe chúng ta nó sẽ có một cái độ bo tròn, bo chút xíu. Thì như vậy
gần tới cái điểm bo đó là bắt đầu mình nghiêng lái nhẹ, rồi cái dai của mình đó, lọt qua mặt là mình mới được quyền đánh lái hết. À, chị hiểu không? Dai lọt qua, ngang qua. À, ngang qua. Đúng rồi, để mục đích để làm gì? Để cho cái thùng sau, thùng phía sau mình đó, nó không có cò quẹt vô. Rồi, bây giờ mình sẽ ve thử cái nhà xe kế bên chiếc Fortuner này ha. Thì đầu tiên mình cũng áp sát vô, nhưng mà không áp sát quá, rất dễ gây va chạm. Ha. Rồi, cũng ăn gian là cái vai của mình nó ló qua ha, cái vai của mình ăn gian lên ha, có nghĩa là ngang cái thành xe luôn ha, ngang thành nhà xe luôn. Rồi bước tiếp theo là đánh hết lái về phía bên tay tay phải, rồi mắt nhìn về mũi xe trước ha, để coi có chướng ngại vật phía trước hay không. Có chướng ngại vật thì mình sẽ lấy sát về chướng ngại vật đó thôi, hiểu chưa? Rồi còn bên đây thì bây giờ nè, cái trường hợp này là ở đây không có nè, đúng không? Còn bên đây thì mình sẽ cho nó tiến khoảng 7-8 tấc gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô số dè, đúng không? Vô số dè và đánh hết lái về bên tay trái. Và bây giờ mình sẽ dè cho nó còn cách khoảng bao nhiêu? Cách khoảng 4 tấc, tại vì cái này nó rộng hơn cái mô hình mình học, đúng không? Đó, cách khoảng 4 tấc nè, đúng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ trả thẳng lái, rồi cho xe tiến vào. Khi bánh xe vô góc, vô góc chữ A của cái thùng xe, chị thấy không? Chữ A của cái thùng xe đang đậu đó, thì là mình sẽ sao? Đánh hết lái, đánh hết lái lại, thì khi đó là xe nó sẽ vô đều đẹp ha. Đó, xe nó sẽ vô đều đẹp. Khi nào song song thì sao? À, song song là trả thẳng lái, đúng chưa? Song song là nhìn nè, à, trả thẳng lái, đúng không? Trả thẳng lái lại. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe tiến vào, rồi mắt đảo mắt hai bên luôn đó. Rồi bây giờ nè, do chiếc xe trước người ta chạy vô, đúng chưa? Thì mình chịu khó mình ngước người lên, mình nhìn cái chân bánh để mình canh ha, vừa chạm tới là mình thắng, đúng chưa? Đó, thì mỗi bên nó cũng sẽ cắt đều nhau như thế này, đúng chưa? Rồi những cái lưu ý tiếp theo như thế này. Bây giờ á, chị thấy không, nhà xe mình được quyền cho xe tiến hoặc lùi vào, đúng không? Như vậy thì nếu mà chị gặp nhà xe như thế này thì chị canh cái phần mũi xe của chúng ta bây giờ thành đuôi xe rồi, rất là khó. Mà nếu chị canh phần đầu xe thì sẽ có chiếc xe trồi lên ha, chiếc xe đậu cao lên, chiếc xe đậu thụt lại, như vậy chị rất là khó canh. Như vậy bây giờ chị nên canh theo cái gì? Canh theo cái góc, à, góc vạch vàng nó dễ hơn. Như vậy thì mỗi bên á, góc vạch vàng á là nó chỉ như thế nào, nó chỉ cách nhau có một tấc, tấc rưỡi thôi, khoảng tấc, tấc rưỡi thôi, đúng không? Do vậy á, là mình sẽ ám rất sát cái vạch vàng đó ha. Bây giờ em sẽ làm thử một cái cho chị xem, là bắt đầu là chị sẽ mường tượng được thôi. Rồi bây giờ thí dụ mình sẽ làm thử ngay chỗ này, ngay cái nhà xe cuối cùng này đi. À, nhà xe cuối cùng thì bây giờ á, mình cũng đầu tiên nè, mình cũng cặp cho nó song song trước nè, đó, cặp cho nó song song. Rồi dai của mình ha, sao dai của mình nó cho nó ăn gian lên chút xíu nè, đúng không? Vì lý do phía trước mình á là có cây cột kìa, phía trước nhìn chị thấy không, có cây cột, đúng không? Là nó bị giới hạn rồi. Rồi dẫn đánh hết lái phải nè, đó, mắt nhìn về phía mũi xe để lấy hết giới hạn, đúng không? Rồi khi nó còn cách phản, nó còn cách phản như đây, yeah. Ha, cách phản là bao nhiêu? À, 6 tấc đi. Rồi bắt đầu mình đánh hết lái lại, đúng không? Rồi cho xe dè tiến vào, không tiến vào, tại vì hồi nãy có 1 tấc rưỡi thôi mà, đúng chưa? Mà bây giờ mình đã bị xéo lên rồi thì mình sẽ cho nó áp sát luôn, thậm chí nó hơi đè nhẹ luôn á, nó hơi đè nhẹ vô luôn nè, đúng chưa? Rồi mình trả thẳng lái, trả thẳng lái, cho xe cán vừa cán lên cái góc đó, đúng chưa? Vừa cán lên góc đó, rồi chị móc hết lái vô, đúng không? Rồi chị móc hết lái vô thì như thế này á, nó cũng sẽ đảm bảo là vô một lần luôn, đúng không? Rồi nhìn cân qua hai bên, bên đây lọt không? Lọt rồi, đúng không? Rồi bắt đầu mình trả thẳng lái, đúng chưa? Rồi tiếp tục gieo vào. Chị hiểu tại sao mà phải cho nó đè lên luôn không? Trong lúc mình học ở trong cái mô hình trong trường á, thì nó cách cái góc là nó cách cái góc cái cột của mình là 3 tấc. Nhưng mà cái nhà xe này cách mỗi bên chỉ có bao nhiêu? Có 1 tấc à. Đúng không? Dạ dạ. 3 tấc là khi nào dai chị ngang giữa xe chị móc lái lên, cái độ xéo chị 45 độ thì chị đợi tới 3 tấc chị móc lái vô luôn.
Còn ở đây nếu mà xé 45 độ lên thì nó làm sao? Nó cũng phải đợi tới một tấc chị mới móc lá vô. Còn hồi nãy là chị đã ăn gian về rồi, ăn gian thì gấp là cái lúc đó chiếc xe chị xéo còn có 30 độ à, thì như vậy là chị phải cho nó lém vô luôn, đúng chưa? Cho lém nhẹ luôn, chị thấy rõ ràng á, cho nó lém nhẹ vô. Nhưng mà bên đây á nó vẫn còn rộng hơn bên đó chút xíu đó, chị thấy không? Rộng hơn bên đây chút xíu. Yeah. À bên đây nó hẹp hơn nè, thấy không? Hiểu không? Yeah. Như vậy thì bây giờ mình sẽ lưu ý, nếu mà dai của mình ở giữa được giữa nhà xe, mình đánh lái lên, tức là khoảng không phía trước nhà xe mình rộng, mình đánh lái lên, thì lúc mình ve vô, mình ép vô nó còn một tấc, rồi mình trả thẳng lái, rồi vô tới góc mình móc. Còn nếu mà mình đã ăn gian, ví dụ nhà xe này ăn gian qua rồi thì mình phải cho nó lém lên lực góc luôn, hiểu không? Rồi bây giờ chị qua thực hiện ha. Rồi qua chỉnh ghế đi chị. Nhà xe này thì thắng lố qua rồi, đánh thẳng lái, mắt nhìn bên nào trước, trái trước. Mình đã ăn gian rồi đó, là mình xéo được có 30 độ thôi đúng không? Rồi nhìn vô góc coi còn được 6 tấc chưa? Dạ. Rồi có 6 tấc rồi, thẳng rồi, móc hết lái lại. Mình nên chuyển chiếc số trước đúng không? Rồi giờ ve vô cho bám vô cái góc đó. Vậy là bám không được rồi, thắng. Thẳng rồi, đã thẳng lại. Rồi vô số D, vô số D. Cứ làm từ từ không ai hối mình cả. Rồi cho xe tiến nhẹ lên. Rồi thôi. Đúng rồi. Trái để lại. Nhưng mà chị nên chuyển số trước ha. Rồi. Lọt không? Cách có một tấc thôi nhớ không? Vì là vẫn chưa lọt. Rồi cho thẳng làm lại. Ừ. Đó. Rồi tiến nhẹ lên thôi. Xíu nữa. Rồi. Không có lại lại. Rồi nha. Yeah. Khi nào xong xong mình thẳng đứng. Mình cứ yếu thì mình cứ làm từ từ không sao cả. Xíu nữa. Thắng. Rồi. Rồi canh đều hai bên chưa? Rồi tốt. Rồi về vô. Chậm thôi để nhìn chân bánh vừa đè đến cục canh là mình sẽ thắng đúng không? Rồi thắng. Rồi về số. Về số N nè, nghe em nói trước nè. Bây giờ chị biết tại sao mà chị làm chị để hở rộng tới hai lần không? Ở cái nhà xe mô hình kỳ rồi hôm qua chị học đó, là nó cho mỗi bên nó cắt tới 3 tấc rồi. Còn bây giờ nó cho mỗi bên cắt có 1 tấc à. Như vậy á, cái lúc chạy lên á, ở cái mô hình á, chị cắt chị canh cũng khoảng 8 tấc 7 tấc. Nhưng mà ở đây phải chị canh phải hẹp hơn nữa, nằm khoảng 6 tấc ha. 6 tấc hoặc 5 tấc thôi. Rồi ru ý lại thì làm được. Rồi không sao, giờ vô lại số D. Rồi mình sẽ tập thói quen nè, mình cho xe tiến thẳng lên trước ha. Khi nào dai ngang mặt cái nhà xe mình mới được gần móc lái ha. Rồi chị cho xe tiến thẳng, mắt nhìn bên đây, rồi móc lái nhanh lên. Đó, để thỏa điều kiện là phần mình không quét vô đầu xe và mũi xe mình cũng không quét qua hàng kế bên. Rồi áp sát vô, chị canh cái nhà xe nào chị làm thử coi. Chỉnh thẳng thớm trước nè, bây giờ chị đang đâm vô xe nhà giải với nhà xe của người ta nè. Đầu tiên là phải chỉnh cho thẳng thớm chiếc xe trước đúng không? Mình phải canh về cái một phần an toàn trước cái đã, hiểu không? Rồi giờ thích nhà xe nào? Nhà xe này thì thắng lố qua. Rồi ok, lố qua rồi. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ mũi xe của mình á, ha, mình canh mũi xe trước, nhưng mà mũi xe mình bây giờ đang trống rồi, sướng quá rồi đúng không? Rồi bò từ từ, mặt nhìn qua đây còn cho còn 6 tấc thôi, xíu nữa. Rồi rồi xíu nữa, xíu nữa lên một xíu nữa chị. Rồi rồi chuyển số dê trước. Rồi móc hết lái luôn. Vừa móc hết lái là bắt đầu mình buông thắng, mình quan sát liền đúng không? Rồi quan sát. Rồi thắng. Rồi tiến xe lên. Rồi D nè, chuyển D. Rồi tiến lên, tiến cao lên chút. Cái đầu mình còn rộng nè. Rồi móc lái vô. Đúng rồi. Rồi yeah. Đẹp rồi đúng không? Như là rộng rồi chứ chưa gọi là đẹp lắm, nhưng mà bên đây vẫn không có va chạm, thấy không? Thì mình vẫn bình tĩnh cho thẳng lái. Rồi cho xe tiến nhẹ lên chút. Rồi tiến nhẹ lên. Rồi thẳng. Rồi móc hết lái vô. Rồi, xong xong
chưa? Xong xong rồi chị phải thắng chứ. Nó hơi xéo rồi đó, chỉnh kỹ lại đi. Nè, đít đây nó hơi mở nhẹ nè, đúng không? Đít bên đó nó hơi đầm. Vậy là... đánh lái áo gót mình ve lại được, trong phạm vi này chỉnh được. Đánh lái bên nào để cho nó cân lại đây? Hẹp bên trái, hẹp bên phải thì đánh bên trái. Chị nói ngược rồi đó. Bên bây giờ đang rộng bên phải thì đánh bên nào? Bên phải đánh bên trái nè. Rộng bên phải mà đánh bên trái nè. Bên phải đang rộng, nó đang bẹt ra mà, thấy không? Dạ. Mình đánh bên nào? Phải. Rồi, thấy không? Mình mất cân bản quá nặng luôn, thấy không? Bữa đó cho ve đường thẳng một buổi trời rồi, đúng không? Rồi, xong xong chưa? Xong xong trở thẳng. Rồi, ve tiếp. Rồi, thắng. Rồi. Rồi, cho xe tiến ra làm tiếp. Nhớ là sao? Vai phải làm sao? Rồi. Đúng rồi. Rồi trả lái. Trả từ từ, cặp cho nó song song vô. Rồi lấy thẳng lái lại cho nó song song nè. Rồi giờ muốn nhà xe nào đây? Rồi xe này. Dài của mình lố qua luôn, đúng rồi. Rồi anh hết lái lên. Rồi. Nhìn về bên nào trước, đúng rồi. Rồi nhìn qua đây. Này là còn tới 8 chiếc tấc nữa. Nhiều lắm, dạ, rồi, chạy lên tí. Chạy lên xíu nữa. Rồi. Rồi. Sao nữa? Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Cứ từ từ làm, không có ai hối mình hết á. Đâu có giới hạn về thời gian làm một bài đâu. Rồi. Bây giờ nó đè lên, cho nó đè luôn, đúng không? Tại vì á, mình xéo qua 30 độ rồi, đúng không? Còn 45 độ thì mình canh có 1 tấc à. Còn xéo luôn phải đè luôn, rồi. Cho đè luôn đi. Rồi, trả thẳng lái. Rồi, tiến vô cho nó cán lên góc luôn, cho nó đè liếm góc. Ghe tiến vô. Rồi, thôi. Ừ, thì gian sâu quá. Rồi, tiếp tục. Rồi, về đi. Thấy không, chị ăn sâu quá, giờ nó hơi rộng rồi, thấy không? Rồi, thắng. Rồi, thắng lái. Rồi, trường hợp này là dẫn cái đít bên đây vẫn hơi rộng rồi nè. Đuôi xe đây vẫn hơi rộng nè. Đầu xe đây nó hẹp nè, đuôi xe đây nó hẹp nè. Bên này hẹp. Bây giờ chị xử lý làm sao cho nó cân lại coi. Chỉnh lại. Chỉnh đánh lái bên nào? Bên tay trái là rộng. Đâu, bên tay trái gì là bên nào? Bên tay trái là bên nào? Bên đó hơi rộng hơi hẹp, coi kỹ lại coi. Bên đây hẹp nè. À, rồi bên đây. Rồi giờ đánh làm sao? Giờ muốn đánh lái làm sao? Đánh lái làm sao cho nó bằng, cho nó cân lại coi. Giờ qua bên rộng. Qua phải. Rồi nha. Yeah. Mình mất cân bản trầm trọng quá đúng không? Tới cái này mà phản xạ người ta phản xạ rất nhanh mà bây giờ mình phản xạ rất chậm. Đúng không? Chậm lại. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái nhà xe mà có xe đậu nè. Rồi mở xe nhanh trái đi. Nhà xe đầu tiên luôn á, kế bên xe đỏ đúng không? Từ từ chậm lại. Mình tới đây, mình đánh sớm quá, lái sớm quá. Rồi tới đây bắt đầu mình cong lái vô. Có xe nữa nha. Mở xe nhanh lên đàng hoàng, đường hai chiều mà. Rồi bây giờ đậu, đúng rồi, cặp sát vô. Rồi trả lại từ từ cho xe thẳng thớm từ từ. Rồi dài của mình sao, tới xíu nữa. Rồi dài ngang rồi đó. Rồi sao nữa? Rồi muốn ve vô nhà xe đó giờ làm sao? Rồi. Nhìn đằng trước đúng không? Phía trước mình là có xe đúng không? Lấy hết về phía trước luôn. Còn coi gì chứ còn rộng lắm, xíu nữa. Rồi xíu nữa, coi gì rộng lắm. Rồi thẳng. Rồi. Chuyển số trước. Rồi đánh hết lái. Rồi mặt nhìn bên đây, cứ từ từ làm, không ai hối mình gì hết. Rồi. Ve vô. Dạ vô. Dạ đi. Điểm mới mỏng ra, nó thầy thì điểm mỏng ra. Dạ. Ừ, điểm mỏng ra bỏ hờ gì thắng lại, vậy đi. Nó cứng. Bóm ra nhẹ. Rồi. Rồi, đang đẹp rồi đúng không? Đẹp thì để luôn. Rồi, dạ đi. Vô luôn. Rồi, cái nào song song thì sao? Trở thẳng lại. Ừ. Xíu nữa. Rồi đảo mắt qua đây coi, từ từ, song song chưa? Rồi, vé, yeah. Xem song song cái đã. Vậy đi. Rồi, xíu nữa.
mới mới ra nhẹ rồi thắng rồi cho thẳng lái rồi canh lại chân bánh đó vậy thôi chứ có đâu khó rồi đó cái này mình vô tình á là mình làm đúng luôn đúng không, tại vì bên kia tới giới hạn rồi mình ra vô tình đúng luôn, còn thí dụ như bên kia mà tới cái giới hạn bên kia nó gần quá thì mình ve vô lỡ hở rộng thì mình bình tĩnh giống như hồi nãy mình nhích lên ve ngược lại, hiểu không, có gì đâu khó. Rồi làm thêm lần nữa nè, rồi bây giờ mình ra mình rẽ trái xong rẽ phải liền ha, nghiêng trái từ từ tới ngang nè, đó ngang dài cái dai ngang đã dai chưa ngang nè, lên xíu nữa rồi móc lái nhanh luôn, mục đích là nè mỗi xe nè móc lái nhanh để mỗi xe không quẹt xe trước nè, thùng xe sau thì chắc chắn không quẹt rồi đó đúng không. Rồi rẽ phải nè, nhanh lái lên. Rồi bây giờ mình sẽ làm rồi trả lại đó giữa hai chiếc xe trắng này với xám. À, trắng với xám đúng rồi, trắng với xám rồi dai của mình lố qua luôn xíu nữa thôi. Rồi sao nữa, rồi mắt nhìn vương nào, à mình về phía trước đúng rồi, lấy hết cái cao độ luôn, lấy càng hết càng tốt xíu nữa rồi thắng rồi vô lại số gì, số gì? Đúng rồi, từ đúng để kiểm tra số đúng rồi, mặt nhìn bên nào mình cứ yếu thì mình cứ làm từ từ, không ai mà hối mình bao giờ cả, dạng nào làm cũng được hết á, cho nó đè luôn nha. Rồi thắng rồi, cho thẳng lái rồi về vô cho bánh nó ăn vô tới đậu đúng không, xíu nữa thôi rồi móc hết lái. Rồi một hết luôn. Rồi khi nào đây đẹp chưa? Rồi nhìn qua đây. Rồi nhớ đi. Đẹp luôn đúng không? Rảo mắt còn lại nè. Xong xong chưa? Thắng. Rồi sao nữa? Rồi yeah. Rồi kiến mình ngang kiến người ta nè. Gừng ngang kiến người ta là mình thắng được rồi. Đó, ngang thì càng tốt, tại xe này xe 7 chỗ, ba giống như xe mình, đúng không? Rồi về mò. Hồi nãy giờ á là mình đã làm là mình chưa có nhìn tới cái camera ve luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì nhà mình xe mình có camera ve thì mình sẽ kết hợp đó mình còn làm dễ hơn nữa. Bây giờ gương trái làm ok rồi đó, giờ làm tới gương phải. Dạ. Rồi em một xíu. Rồi, mình sẽ rẽ phải làm thử nè. Rồi vô lại số D. Rồi nhớ là cho xe tiến thẳng lên ha, khi gần tới mũi xe là bắt đầu mình nghiêng lái, dai gần tới mũi xe nghiêng lái, rồi ngang thì móc nhanh luôn đó, khi ngang mang dai móc nhanh nè thì không giờ cả vô được nữa, không phía trước mình đó thì rộng rồi trả lái đi, làm thử cái một cái nhà xe sẽ áp sát vô làm cái nhà xe này luôn. Rồi bỏ tới xíu nữa thì là giữa hai xe này. Đúng rồi, giữa hai xe này. Rồi lấy thẳng thớm đàng hoàng, rồi ra thẳng đi. Đó, dai của mình cũng ngang nè, đúng không? Dạ. Rồi, làm sao nữa? Đánh nó vào trong. Rồi. Bò từ từ lên. Mắt nhìn bên nào trước? Trước. À, nhìn bên nào trước. Lấy hết cao độ luôn. Nhìn lấy hết cao độ về trước luôn. Rồi, thắng. Rồi, móc hết lái lại. Vô số dè, móc hết lái lại. Móc đi. Rồi, dè vô. Rồi, dè vô đi. Xíu nữa. Rồi thắng, trả thẳng lái. Trả thẳng lái đi. Rồi về. Yeah. Về tới góc là móc ngược lại, chưa tới góc nữa thấy không? Cái góc nó còn hở rộng đúng không? Rồi thẳng đứng, móc ngược lại, móc. Rồi về. Yeah. Như đi. Về nữa. Nữa. Về nữa. Rồi bên đây đẹp, quan sát qua đây. Rồi về đi. Vẫn nằm trong phạm vi thì mình cứ làm, đúng không? Ừ. Thôi, ra thẳng lái. Rồi, canh về chân bánh bên đó luôn. Về đi. Anh đậu xe bị lố qua bên mình đó. Ừ. Nên anh sợ. Rồi, thẳng. Rồi, như vậy là hoàn thành. Hiểu chưa? Dạ. Hai cái thì cái nào cũng vậy hết á. Rồi mốt cái mình về nhà mình làm là nó sẽ tự tin hơn nữa.
mốt sẽ lấy xe nhà làm. Bây giờ mình biết được cái hướng đó thôi. Rồi vô lại số D. Bây giờ muốn làm chuyến nào? Chuyến phải này. Chuyến phải. Rồi bò thẳng lên. Đi thẳng lên trước. Vài ngang góc nè. Tới nữa. Rồi một lại. Một nhanh lại lên. Thì nhìn vô nè, không bao giờ cái đà đè được cái góc, thấy không? Mà cái mũi xe cũng không đè góc kia, tại lúc đó mình đã đánh hết lái. Rồi làm sát làm kế chừng mẹ ra luôn nè. Rồi thắng đứng lại cho xe kia qua trước đi. Đi tới. Tới luôn đi. Cho nó qua đi. Ông kia ông ngồi nó qua không được. Rồi bây giờ mình sẽ, đó, thấy cái nhà xe trống đó không? Dạ. Rồi buông thắng ra. Mình nhường cho chiếc xe đó qua trước đi. Rồi ta đi vậy đó. Rồi móc lái đi. Đúng rồi. Móc lái từ từ. Đúng rồi. Móc thêm. Rồi trả lái nè. Trả nè. Trả để áp sát vô. Rồi lấy đầu cho thẳng lại nè. Lấy đầu lại cho thẳng lại. Rồi dài ngang chưa? Rồi thắng. Rồi tiếp tục bước thứ hai. Rồi tiếp tục nhìn cái gì? Rồi tốt. Cứ làm từ từ, không ai hối mình cả. Lấy hết giới hạn luôn. Thôi được rồi. Rồi. Rồi vô số trước chứ. Chỉ số trước. Cứ kiểm tra số bình thường. Rồi móc hết lái. Mình cứ kiểm tra số đàng hoàng ha. Không ai bắt mình gấp dội gì đó, đúng không? Mình đã mình yếu mình mới dùng cách này. Thì mình cứ làm từ từ. Cho đè luôn. Rồi thắng. Rồi trả thẳng lái. Đúng rồi, bước này trả thẳng đúng không? Rồi tiến vô. Rồi móc vô. Nó lem nhẹ không sao cả. Rồi yeah. Móc hết chưa? Rồi yeah. Đó nhìn nó lem nhẹ vậy chứ chút nó ăn vô nó còn rộng luôn đó. Đúng không? Giờ mình nhìn thấy rộng rồi nè. Thắng đúng không? Rộng rồi. Mình ve nữa thì nguy cơ nó sẽ quẹt xe đây. Rồi. Đúng rồi. Chuyển số trước. Kiểm tra số đàng hoàng. Rồi cho xe tiến lên. Mắt nhìn lên đây. Mắt nhìn gương này. Tiến lên xíu thôi. Rồi thôi. Lên xíu nữa. Rồi. Vô lại số dè. Rồi. Rồi móc hết lái bên nào. Bộ lăng nó cứng lắm. Bộ lăng cứng ra. Rồi. Đã lực điện là nó hay bị như thế. Rồi dễ đi. Khi nào song song thì thắng đứng ha. Xíu nữa. Thôi. Rồi. Thắng lái. Rồi yeah. Đó, nằm đúng trong phạm vi của mình thì ok rồi đúng không? Mắt đảo mắt luôn. Rồi. Kiến của mình ngang kiến bên kia. Xíu nữa. Xíu nữa. Thôi, rồi về số. Về số nè. Rồi kéo con tay lên. Tự tin chưa? Rồi, bây giờ nghĩ là rút lại như thế nào? Tùy theo hai cái điểm. Đúng không? Tùy theo cái khoảng cách. Thí dụ như giờ vừa mô hình của mình nó khoảng cách á, mỗi bên nó cách nhau là bao nhiêu? Nó cách nhau là 3 tấc. Đúng không? Nhưng mà bây giờ đối với nhà xe này á, thì nếu mình canh cái phần mũi xe của chiếc xe kế bên thì nó cách rộng tới 6 tấc luôn. Nhưng mà mũi xe thì có xe cao hơn, có xe thấp hơn thì mình canh như thế rất khó. Do đó bây giờ mình sẽ canh thẳng về ha, cái nhà xe của mình luôn, góc nhà xe mình luôn. Như vậy thì góc mình xe mỗi bên cách con tấc à, xe mình xe 7 chỗ mỗi bên cách con tấc à. Như vậy thì từ ở ngoài mình ép vô thì mình ép cũng phải còn có con tấc à. Thấy không? Nếu trường hợp là dai của mình giữa nhà xe đánh lên. Nhưng mà hồi nãy giờ mình thấy trong nhà xe siêu thị Ion này là thấy nó làm sao? À, cái khoảng không phía trước mình đều hẹp hết à. Do đó lúc nào mình cũng ăn gian dai cả. Đúng chưa? Ăn gian dai cao lên. Thì khi mình ăn gian dai cao lên, mình ve ha, thì mình phải lấy, đầu tiên mình phải lấy hết cao độ về phía trước. Đúng không? Rồi thí dụ như mà ve một lần vô được thì vô luôn. Còn thí dụ ve một lần không được thì mình sẽ trả thẳng lái tiến lên rồi móc ve lực lại.